Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Cứu sống bệnh nhân HIV bị tắc động mạch chủ hiếm gặp. Gia Lai, hiệu quả kinh tế cao từ mô hình trồng khoai lang Nhật ở vùng đất thiếu nước. Hà Tĩnh, khởi tố 3 đối tượng gây ra 33 vụ trộm xe máy liên tỉnh. Gia tăng trẻ em chết đuối do sự chủ quan của người lớn. Mở đầu chương trình là thông tin y tế đáng chú ý. Thưa quý vị, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cứu sống một bệnh nhân nhiễm HIV bị tắc động mạch chủ hiếm gặp, có nguy cơ tử vong cao. Đây là một ca phẫu thuật phức tạp kéo dài suốt 8 tiếng đồng hồ. Bệnh nhân nữ 42 tuổi được nhập viện trong tình trạng cấp cứu nguy kịch do bị lóc tách động mạch chủ tiếp A. Đây là một ca phẫu thuật hết sức phức tạp, phải thay van động mạch chủ. Do ca phẫu thuật được thực hiện trên bệnh nhân nhiễm HIV có hệ miễn dịch bị suy giảm nên nguy cơ nhiễm trùng rất cao, đặc biệt là nguy cơ phơi nhiễm cho các bác sĩ. Bệnh nhân này thì về mặt kỹ thuật mổ thì về nguyên tắc chung kỹ thuật mổ thì không thay đổi gì so với cái mổ lóc tiếp A thông thường, cấp cứu thông thường. Tuy nhiên là nó có rất nhiều cái điểm khác biệt kỹ thuật, tức là toàn bộ các cái dụng cụ sử dụng, trang thiết bị trong quá trình mổ, nhất là vật tư tiêu hao là dùng một lần bỏ đi, không dùng lại. Cái thứ hai là tất cả các cái tăng thì trong khi mổ, từ gây mê đến phẫu thuật, đến dụng cụ, đến tất cả các thứ đều phải hết sức thận trọng. Sau ca phẫu thuật, hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Các bác sĩ cho biết, lóc tách động mạch chủ là một bệnh nặng nhất về tim mạch, khiến các thành mạch máu của người bệnh bị tách đôi từ tim xuống chân. Khi không được can thiệp kịp thời, thành mạch máu bị tách lên não sẽ khiến tỷ lệ tử vong của bệnh nhân lên tới 90%. Kawasaki, một bệnh cấp tính có viêm mạch hệ thống, được biết đến là bệnh hiếm gặp, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác và chỉ xảy ra ở trẻ em dưới 5 tuổi. Tuy nhiên, theo thống kê của Bệnh viện Nhi Trung ương, trong thời gian gần đây, bệnh viện liên tục tiếp nhận các trường hợp trẻ bị mắc bệnh với biểu hiện nặng. Và bệnh đã không còn là hiếm bởi tỷ lệ mắc đã lên tới 50-100 trẻ trên 100.000 người. Với biểu hiện sốt cao nhiều ngày, miệng và lưỡi đỏ, nổi ban ở chân tay, bé Đỗ Quốc Huy 5 tháng tuổi ở Hải Dương chỉ được phát hiện mắc bệnh Kawasaki sau khi chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương vì điều trị mãi ở tuyến dưới không khỏi. Bệnh này nó liên quan đến động mạch vành, nó giãn động mạch vành, và cũng phải theo dõi, cũng lạ. Lần đầu tiên mới nghe tiếng, mà cũng không biết là nguyên nhân tại đâu. Các tiêu chuẩn của trên thế giới về bệnh Kawasaki là bệnh nhân phải có 5/6 triệu chứng thì mình mới được chẩn đoán là bệnh Kawasaki. Các cháu thì mắt nó viêm đỏ, viêm kết mạc đỏ và nó rỉ, nhưng nó không phải viêm do vi khuẩn, nó không có mủ. Triệu chứng thứ ba là triệu chứng ở khoang miệng, là thường các cháu là môi đỏ, lưỡi đỏ. Bệnh Kawasaki được khuyến cáo chỉ điều trị hiệu quả vào thời điểm sau 6 ngày và trước 10 ngày kể từ thời gian trẻ bắt đầu sốt. Vì vậy, việc phát hiện trẻ bị bệnh sớm là điều rất quan trọng. Do đó, khi thấy trẻ có các biểu hiện sốt cao dài ngày, kèm theo phát ban, nổi mẩn đỏ ở da, các bậc cha mẹ nên đưa con đến chuyên khoa nhi để được chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, lực lượng biên phòng thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt đầu triển khai thủ tục biên phòng điện tử và thị thực điện tử tại cửa khẩu cảng biển thành phố Hồ Chí Minh. Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, việc cấp thị thực điện tử là một bước cải cách hành chính, sẽ góp phần thúc đẩy ngành du lịch ngày một phát triển hơn. Cảng biển của thành phố Hồ Chí Minh gồm hệ thống 39 bến cảng với trên 90 cầu cảng và các vị trí tàu thuyền neo đậu nằm dọc trên các tuyến sông. Sau khi có quyết định về thủ tục biên phòng điện tử, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã tiến hành cấp tài khoản truy cập cổng thông tin điện tử cho 110 doanh nghiệp với 230 đại lý viên và chủ tàu. 100% các doanh nghiệp đại lý đã tiến hành khai báo thủ tục biên phòng điện tử đối với tàu nước ngoài và tàu Việt Nam xuất nhập cảnh. Để đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả thủ tục biên phòng điện tử và thực hiện thí điểm kiểm soát người nước ngoài sử dụng thị thực điện tử xuất nhập cảnh tại cửa khẩu cảng biển thành phố, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tăng cường huấn luyện nghiệp vụ, pháp luật để cán bộ chiến sĩ nhận thức, có ý thức trách nhiệm trong quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh. Lo ngại rủi ro về mất an toàn thực phẩm, khách hàng Mỹ đã từ chối mua hạt điều từ nhiều nhà máy của Việt Nam sau khi kiểm tra trực tiếp. Đây là hệ quả từ đạo luật mới về an toàn thực phẩm tại Mỹ có hiệu lực từ tháng 9 năm 2016. Đạo luật mới về an toàn thực phẩm buộc nhà nhập khẩu Mỹ phải chịu trách nhiệm cuối cùng đến người tiêu dùng mà không thể đổ lỗi cho người khác. Để bảo vệ mình,
các nhà nhập khẩu tăng cường kiểm soát tại nước sản xuất. Nếu có rủi ro về mất an toàn thực phẩm, thì có lẽ họ cũng không mua. Nhiều sản phẩm điều của Việt Nam đã bị khách hàng Mỹ từ chối do không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn mới. Ngoài ra, các nhà nhập khẩu còn đòi hỏi nhà sản xuất về trách nhiệm xã hội như trả lương đầy đủ cho công nhân, không tăng ca quá quy định và đặc biệt là không sử dụng lao động trẻ em. Các doanh nghiệp Việt Nam đang tìm cách khắc phục để đáp ứng tiêu chuẩn của Mỹ. Thống kê trong quý 1 năm nay, Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam, chiếm 35% thị phần. Thưa quý vị, trước tình hình nguồn nước tự nhiên ngày càng cạn kiệt, không đảm bảo cho sản xuất lúa nước, vài năm gần đây, một số hộ dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chuyển từ đất trồng lúa sang trồng khoai lang Nhật. Đây được xem là hướng đi mới, không chỉ giảm thiểu được việc bỏ đất trống, mà còn góp phần giúp cho nông dân hạn chế được những rủi ro do thời tiết và có nguồn thu nhập ổn định. Sau thời gian trồng thử nghiệm khoai lang Nhật trên diện tích đất của gia đình, anh Lê Trung Anh Dũng ở xã A Dớt, huyện Đắk Đoa, Gia Lai đã quyết định thuê hơn 3 hectare đất của các hộ dân ở làng Tri Ân để đầu tư trồng khoai lang Nhật. Theo anh, sau 4 tháng trồng một sào khoai lang, sau khi trừ tất cả các chi phí, nông dân có lãi khoảng 10 triệu đồng. Mỗi một hectare mình phải đầu tư có khoảng 50 triệu. Tiền đủ các khoản thì giống má rồi đến thay phân rau. Có nhà máy thu mua rồi nên mình cũng không sợ lắm. Có rẻ thì mình cũng vẫn không bị lỗ. Nó có xuống tới thời điểm 5.000 mình chắc không bị lỗ đâu. Triển vọng kinh tế từ việc trồng khoai lang Nhật đem lại được xem là tiền đề để xã A Dớt tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở những diện tích không đảm bảo nguồn nước tưới nhằm hạn chế tình trạng đất bỏ không, gây lãng phí và ảnh hưởng đến thu nhập của người dân, nhất là các hộ người dân tộc thiểu số. Các cái năm trước là thường trên toàn xã là thường xuyên bị mất trắng nhiều. Do đó năm nay là khuyến cáo bà con là chuyển đổi không trồng lúa mà sang trồng lan trên địa bàn toàn xã, thì với diện tích là được trên 7 hectare lan đông xuân. Toàn huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai hiện có hơn 20 hectare đất trồng khoai lang. Bên cạnh khoai lang Lệ Cần đã và đang khẳng định chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài tỉnh, thì giống khoai lang Nhật cũng được người dân và địa phương kỳ vọng sẽ đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nông dân trước những biến đổi của khí hậu như hiện nay. Sau đợt mưa lũ kéo dài cuối năm 2016, hệ thống kênh tưới Văn Phong Bình Định bị hư hỏng cục bộ nhưng chưa được sửa chữa, nâng cấp kịp thời. Nhằm khẩn trương khắc phục hậu quả lũ lụt, đảm bảo vụ sản xuất hè thu năm 2017, hiện ngành thủy lợi Bình Định đang phối hợp với chính quyền các địa phương tập trung sửa chữa, khôi phục hệ thống kênh tưới Văn Phong bị hư hỏng. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi hình được tại tuyến kênh tưới Văn Phong nằm trên địa bàn xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát. Sau đợt mưa lũ kéo dài cuối năm 2016 đã gây thiệt hại nặng nề cho toàn bộ hệ thống đê điều, hồ chứa nước, kênh mương thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trong đó, hư hại nghiêm trọng nhất là hệ thống kênh mương Văn Phong. Khó khăn lớn nhất là của cái kênh tưới Văn Phong là cái khu vực mà hiện nay là cái kênh là vừa tưới vừa tiêu. Đặc biệt cái giải pháp kỹ thuật cũng khó khăn, nhưng mà khó khăn cơ bản nhất là cái nguồn kinh phí. Thì hiện nay là cái kinh phí mà công ty đã trình xin tính, nhưng mà cái kinh phí cũng rất là khó khăn và cái nguồn thủy lợi phí của công ty cũng rất là hạn hẹp, mà yêu cầu của cái kênh này là phải cần thiết là phải rất là khắc phục. Thì qua đó thì công ty cũng là có cái tờ trình và báo cáo cho tỉnh để mà xin tìm các cái nguồn khác để mà hỗ trợ, để mà khắc phục trong cái đảm bảo sản xuất trong cái vụ hè thu sắp tới cho cái khu vực Văn Phong nói chung cũng như khu vực Cát Hiệp nói riêng. Để phục vụ công tác tưới tiêu cho sản xuất, hiện nay công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi Bình Định đã và đang tập trung phối hợp với chính quyền các địa phương, hợp tác xã nông nghiệp, bà con nông dân tổ chức nạo vét, sửa chữa, gia cố, hàng khẩu tạm những đoạn kênh bị sạt lở, dỡ đứt nhằm thông dòng kênh phục vụ tưới cho vụ hè thu năm 2017. Bên cạnh khắc phục tạm các hư hỏng nhỏ để đảm bảo việc cung ứng nước tưới, ngành nông nghiệp đã khảo sát thực kỹ các điểm sạt lở lớn, dự toán kinh phí tu sửa, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xem xét bố trí vốn để sửa chữa nâng cấp trong thời gian tới. Những ngày này trên các bãi biển xã Bình Hải rộn ràng người mua người bán. Cánh thương lái đến tận nơi thu mua cho bà con, sản phẩm khai thác phơi khô ngày nào bán ngày đó, không còn cảnh tồn động như những năm trước và giá rong mơ cũng cao hơn so với mọi năm. Những năm gần đây, ngư dân Bình Hải đã ý thức hơn trong việc bảo vệ rong mơ, họ tổ chức khai thác đúng thời vụ và thời gian cho phép. Điều này đã giúp ngư dân thu được số lượng nhiều, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho các loại hải sản về trú ngụ sinh sản. Những năm gần đây, thành phố Nha Trang phát triển nhanh về kinh tế xã hội nên đã thu hút đông đảo người dân từ nơi khác đến sinh sống, kéo theo số lượng học sinh từ nơi khác chuyển đến cũng gia tăng. Vì vậy, nhiều khu đất ở khu vực trung tâm thành phố Nha Trang có vị trí đẹp, diện tích rộng sẽ được dành để mở rộng các trường học.
Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Nha Trang cho biết, trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ dành những khu đất vàng để xây dựng trường học. Cụ thể, khu đất trước đây là trụ sở của Chi cục Thuế thành phố Nha Trang sẽ được sửa chữa thành cơ sở 2 của trường Võ Văn Ký. Được biết, khu đất mới này rất thuận lợi vì có sân rộng, hai mặt đường, công viên trước mặt thoáng mát. Một số khu đất khác cũng đã có chủ trương của các cơ quan chức năng bàn giao cho ngành giáo dục. Cụ thể, trong tháng 5 này, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Nha Trang sẽ khởi công xây dựng các phòng chức năng của trường tiểu học Vạn Thắng tại khu đất đối diện trường, có diện tích hơn 400m2. Trước đây là kho của công ty môi trường đô thị Nha Trang. Bên cạnh đó, khu đất vàng ba mặt tiền đường Hàng Thuyên, Pasteur, Phạm Ngũ Lão, vốn là cụm sân quần vợt có tổng diện tích 3.000m2, cũng sẽ được sử dụng để mở rộng trường tiểu học Xuân Huân 1, nhằm chấm dứt tình trạng học sinh phải đi học tại điểm phụ từ nhiều năm nay. Được biết, sắp tới thành phố Nha Trang sẽ tiếp tục kiến nghị mở rộng các trường học còn chật hẹp tại nhiều địa điểm khác trên địa bàn. Xin được chuyển sang một số thông tin an ninh trật tự đáng chú ý. Thưa quý vị, với hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, ba đối tượng gồm Trần Hồng Quang, Hoàng Văn Việt và Phạm Trung Đức vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố. Các đối tượng khai nhận, từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 3 năm 2017, lợi dụng sơ hở của người dân, Quang cùng đồng bọn sử dụng vam phá khóa gây ra 33 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Bình Dương và thành phố Hà Nội, chiếm đoạt 33 xe máy các loại. Ngày 18 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đối với bị cáo QSG Tijoli, 33 tuổi, quốc tịch Nam Phi. Theo cáo trạng của viện kiểm sát, tại Nam Phi, bị cáo QSG quen một người tên Oden, người Nigeria ở Nam Phi, không rõ lai lịch và được người này đề nghị vận chuyển ma túy từ Brazil đến Việt Nam, với tiền công là $3,500. Ngày 29 tháng 5 năm 2016, Oden gặp bị cáo QSG căn dặn khi đến sân bay Tân Sơn Nhất của Việt Nam làm thủ tục nhập cảnh sẽ có người đến lấy ma túy và sẽ có một người khác đến trả tiền công. Sau đó, QSG vận chuyển ma túy từ Brazil đến sân bay Tân Sơn Nhất. Trong lúc làm thủ tục nhập cảnh thì bị bắt quả tang với số lượng hơn 1,4 kg ma túy loại cocaine. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo QSG cho rằng chiếc vỏ chứa ma túy không phải của bị cáo và không biết hành vi vận chuyển cocaine là trái phép ở Việt Nam. Đồng thời, bị cáo này cho rằng mình từng bị một dạng bệnh tâm thần phân liệt, nhiều lúc không thể làm chủ hành vi. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử xét thấy vụ án xuất hiện nhiều tình tiết mới nên tuyên trả hồ sơ điều tra lại, đưa bị cáo đi giám định bệnh. Ngày 18 tháng 5, Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ra quyết định khởi tố và ra lệnh tạm giam hai đối tượng Nguyễn Thị Tinh và Nguyễn Quốc Huy, trú tại số 5/16 Đoàn Hữu Trưng, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, vào trưa ngày 14 tháng 5 năm 2017, tại bến xe phía Bắc thành phố Huế, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Tinh khi đối tượng vừa bước xuống xe khách. Khám xét tại chỗ, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ 7,21 gram heroin. Đây là số ma túy mà Nguyễn Thị Tiên vừa mua từ tỉnh Quảng Trị mang vào Huế để bán cho các đối tượng nghiện trên địa bàn. Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Thị Tiên còn khai thêm đồng phạm, đó là Nguyễn Quốc Huy, là con trai của đối tượng. Nguyễn Quốc Huy bị bắt giữ khi điều khiển xe máy đến đón mẹ. Cũng trong ngày 18 tháng 5, tại Lâm Đồng, đối tượng Trần Bảo Minh trú tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương đã bị công an thành phố Đà Lạt bắt quả tang đang tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ và đang rao bán trên trang mạng xã hội. Sau một thời gian theo dõi, công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã bất ngờ kiểm tra nhà trọ tại số 2 đường Thông Thiên Học, phường 2 thành phố Đà Lạt, phát hiện Trần Bảo Minh đang tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ. Thu giữ 12 bình xịt hơi cay, một mã tấu, ba dao quắm, một dùi cui điện và một súng bắn điện. Minh khai nhận số tàng vật trên được mua từ Quảng Ninh rồi mang về Đà Lạt bán kiếm lời. Khách hàng của Minh chủ yếu là các đối tượng sinh sống trên địa bàn thành phố Đà Lạt và các huyện lân cận. Hiện vụ việc đang được công an thành phố Đà Lạt tiếp tục điều tra làm rõ. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bình Dương vừa phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh bắt giữ hơn 1 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc đang được tuồn vào thị trường tại chợ Đông Đô, thị xã Thuận An. Tại kiosk của bà Nguyễn Thị Hương tại chợ Đông Đô, địa chỉ tại khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, đoàn kiểm tra đã phát hiện hơn 1 tấn thịt heo được chứa trong 3 tủ đông lạnh, có dấu hiệu đã hư hỏng. Toàn bộ số thịt heo này đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Bên cạnh đó, kiosk nơi bà Hương bán thịt heo không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Bà Hương khai nhận toàn bộ số thịt heo này được mua với giá rẻ, từ tỉnh Đồng Nai mang về để vào tủ đông rồi bán dần.
Hiện đoàn kiểm tra đã lập biên bản tịch thu toàn bộ số thịt heo trên đưa đi tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Cuối chương trình là thời gian dành cho vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, trong những ngày qua, chúng ta thường xuyên phải đón lấy những thông tin đau lòng từ thảm nạn đuối nước ở trẻ em. Nỗi đau này vẫn cứ kéo dài dai dẳng, nhất là trong mùa nắng nóng. Nguyên nhân dẫn đến những vụ đuối nước thường do các em chủ quan, do các em không biết bơi và thiếu kỹ năng phòng tránh đuối nước. Tuy nhiên, có một nguyên nhân sâu xa hơn làm gia tăng tai nạn đuối nước ở trẻ em, đó là từ sự chủ quan của người lớn, trực tiếp là các bậc phụ huynh khi thiếu sự quản lý, hỗ trợ con em mình phòng tránh đuối nước. Những đứa trẻ này thoải mái vui đùa tắm suối, vậy nhưng chẳng có ai kịp thời ngăn chặn. Trên thực tế, trong thời gian qua, có nhiều vụ đuối nước lẽ ra có thể không xảy ra nếu như người lớn, cụ thể ở đây là cha mẹ, cộng đồng xã hội kiên quyết ngăn chặn các em ra tắm sông, tắm biển ở những khu vực mất an toàn. Nó để cho nó đi, không có quan tâm tới nó đó. Thôi để nó đi hạt, thôi để nó đi, rồi nó về. Nó về rồi mình không biết, nó chừng nó chết mình mới biết. Bây giờ đề nghị phụ huynh phải quản lý con em chặt chẽ. Năm 2014, Quảng Ngãi có 33 trẻ bị chết đuối do đuối nước. Năm 2015 có 34 em. Năm 2016 tăng lên 37 trường hợp trẻ em bị chết đuối. Riêng từ đầu năm 2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có 11 trẻ bị chết đuối. Trong số này có nhiều vụ tai nạn đuối nước xuất phát từ nguyên nhân chủ quan của các bậc cha, mẹ và cộng đồng dân cư. Chúng ta không thể bỏ trẻ em ra ngoài tầm mắt của người lớn. Khi lơ là một cái thì lại là con là bị đuối nước. Cái thứ hai nữa là con là đi lại là ngoài cái tầm kiểm soát của cha mẹ. Đi đâu cũng không biết quanh người lớn ở chung quanh mà thấy đến các em mà nguy hiểm, đến ở những cái địa điểm nguy hiểm thì nên đến nhắc nhở. Khi người lớn vẫn còn chủ quan, thiếu đi sự quan tâm trong việc quản lý con em mình, thiếu đi việc hỗ trợ các em các kỹ năng bơi lội, kỹ năng phòng tránh đuối nước, thì tai nạn đuối nước ở trẻ em vẫn chưa dừng lại, vẫn luôn là câu chuyện nhức nhối của toàn xã hội. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Liên hoan ẩm thực đất phương Nam lần 7 năm 2017. Đắk Nông cần xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại nhà máy sản xuất ván MDF. Bình Dương, tài xế lãnh 5 năm tù vì tội làm cấp điện toàn miền Nam. Lâm Đồng chung tay vì nền nông nghiệp sạch.